Castrol, thương hiệu dầu nhớt bán chạy số 1 Việt Nam. Tại sao em bị đứt á, cái văn của em bị đứt á? Đức Phúc mà. Chuyện nào liền Phúc nói đầy cao. Thế nhờ, như mọi người có để ý hôm nay là chúng ta đang đến một thời kỳ là đang mặc đồ của những quân cờ. Trời ơi, chúng ta là những con cờ của bà Thấm sao? Cờ tiêu khiển. Đô! Em ơi, quạt đi em ơi. Rồi, mẹ ơi, coi những cái tài coi mẹ ơi. Đi xẻ qua. Rồi. Quạt đi em ơi. Rồi, coi chừng đốt đấy em á. Trẻ vui lòng rồi, lại sao đây. Trong luật cũng không quy định là phải đốt bao nhiêu bó. Trời ơi, quá đúng rồi. Quá đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì cũng đúng rồi. Cái tờ tiện dân này. Nhưng mà như này. Ơi, nhân rồi. Rồi. Rồi nhảy nhảy cao cao lên để đáp xuống rồi. Rồi. 3, 2, nhảy. Ông nhân sĩ. Lại qua một thời kỳ khác rồi. Thời kỳ khác rồi, hôm nay là một hành trình nhiều lắm. Sao mình lên chỗ cao vậy? Đây là đâu mà tự nhiên em bị ít nói hẳn ra? Sao em hiền dữ vậy? Không biết được, cái em mở miệng không được. Bị á khẩu. Sao em sáng quá vậy? Ủa vậy hả? Ừ. Em cảm giác như hôm nay bọn mình đang trong một giấc mơ, được đi qua rất là nhiều thời điểm. Có một nơi mình đến là rất là đẹp. Sao em cũng vậy vậy? Tại sao em bị đứt á? Cái văn của em bị đứt á? Đứt Phúc mà. Chuyện nào liền Phúc nói đầy cao. Thế nhờ, như mọi người có để ý hôm nay là chúng ta đang đến một thời kỳ là đang mặc đồ của những quân cờ. Trời ơi, chúng ta là những con cờ của bà Thấm sao? Cờ tiêu khiển. Rồi, xin chào mừng các bạn đến với thời nhà Trần ha. Các bạn đã đi một hành trình dài qua cái cỗ máy thời gian của chúng ta và về lại với thời nhà Trần. Và nơi các bạn đang đứng đây chính là đền cửa ông, hay còn gọi là đền cửa suốt. Đây là một cái địa điểm rất là đặc biệt. Khi chúng ta đến thì không đúng vào cái thời điểm lễ hội, tí nữa các bạn sẽ trải nghiệm cái phần hội ở đây thôi. Thì cái phần hội ở đây có một cái trò chơi dân gian rất là đặc biệt gắn liền với cái đền cửa ông này, đó là trò chơi vừa hành quân vừa nấu cơm. Oh, hay quá. Đây là một trò chơi dân gian rất là nổi tiếng và gắn liền với lễ hội đền cửa ông hàng năm ở đây. Bây giờ thì xin mời các bạn tiến lên đền ở phía trước và chúng ta sẽ thắp hương. Rồi các nghệ sĩ thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần trò chơi. Em đánh rồi. Em nấu đi. Em đánh cho. Em nấu đi. Thôi. Các bạn có thể em sợ cơm bị sượng à. Và trong cái trò chơi của chúng ta thì sẽ có hai vị giám khảo là những cái người mà từ ban quản lý của khu di tích ở đây. Dạ, xin mời bác Hùng và bác Quản. Dạ, mời hai bác ạ. Dạ, hai bác có thể xin mời hai bác vào giữa. Ủa, hai bác thích đội em thì đứng chứ đội em có sao đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, bác nói thích đội em. Thì hai bác ngày hôm nay sẽ là trọng tài, hai bác có dặn dò gì các nghệ sĩ không ạ? Có, như thế này này, hai đội nhá. Cái thứ nhất ấy, đó là nấu cơm là phải nhanh. Vâng. Mà nấu cơm là phải chín. Dạ. Là phải ngon. Dạ. Đúng dẻo mà thơm. Đúng rồi. Vâng. Đúng không? Dạ. Đó. Nấu xong phải mời luôn bà con ăn. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì đó. Dạ, có nhiều ăn nhiều. À đúng rồi. Cơm sạch xanh. Mà có nhiều thì ăn nhiều, mà có ít ăn ít. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cho em hỏi là 20 phút có đủ để chín không ạ? 20 phút á? Dạ. 20 phút là chín rồi. À. Ờ,
đây là trong ngày hội ấy là các bác ở đây nấu chỉ có 19 phút thôi. Dạ đúng. Hay quá. Mời nhanh em ơi, nhanh lên. Nấu ăn mà. Cũng nấu ăn được mà. Thôi là thịt kho cho anh nha. Nấu ăn ở bếp mình khác này, bếp này khác. Sao Hòa ơi. Hòa là trên mạng thôi. Được rồi. Lẹ. Đổ gạo ở đây. Hòa là cộng đồng mạng thôi. Thôi nhìn Hòa vô gạo thì biết làm rồi. Rồi được rồi Hòa ơi. Rồi đổ nước vào đi Phúc ạ. Một đêm duy nhất nha. Từ Phúc. 1, 2, 3. Go. Em ơi, Hoàng đi em ơi. Trời ơi, mẹ ơi, coi giờ cái tà coi mẹ ơi. Đi xẻ qua. Rồi. Hoàng đi em ơi. Trời ơi, coi giùm đốt đi em ơi. Chả vui lòng luôn đó sao để rồi chậm thôi, đi thôi. Đúng rồi, ăn cơm gì order giùm em luôn à. Khán giả hả? Đúng rồi. Ăn món gì à? Ơi đi đâu vậy? Ăn món gì order luôn. Cơm đây, cơm đây. Cơm đây, cơm đây. Cơm đây, cơm đây. Cơm đây. Em ơi, ấy lại nóng. 1, 2, 3, go. Đội màu xanh có tên gọi là đội núi to. Ai đem cổ vũ cho đội núi to à? Và đội màu đỏ là đội hang rộng. Ai sẽ cổ vũ cho đội hang rộng ạ? Cảm ơn em, công đức rồi. Rồi tí nữa đội bạn anh đi mà vẫn ok luôn á. Dạ tí nữa đội em thắng đó, đảm đang quá. À, trước tiên thì xin mời hai vị giám khảo của chúng ta vào giữa nha. Dạ, mời hai bác. Trời ơi, quá tuyệt vời. Đó. Trời ơi. Giám khảo đó như vậy. Đội hang rộng có vẻ đang rất là cố gắng nâng khăn sửa túi cho giám khảo. Bên đây thì nghĩ là phải chơi đúng luật là chỉ có dùng một bó thôi đúng không ạ? Với lại cái gió nó tạt á, nên mình không chắc là nó chín, mình nghĩ là khoảng 8:30 thôi. Cái nồi đất này nó rất là dày, cần nó nóng lên phải 12 phút rồi. Dạ kính thưa hai bác, nãy con thấy đội bên kia cứ dừng lại hoài thì hình như là sai luật rồi đúng không ạ? Dừng lại thì nó sẽ lửa lớn hơn. Dạ. Còn mình không có dừng. Dạ đúng rồi. Mình bị ấy thôi. Dạ, nếu mà dừng hoài thì thôi về nhà nấu cơm cho rồi. Dừng thì về lấy đồ về nấu cho rồi. Ủa? Thì thôi chi. Trời ơi thủa. Đội bên đây dừng, bên kia cũng dừng thôi, bên không có đi được đâu. Khi nào mà tụi anh gặp tụi em thì mới dừng, còn tụi em ở đây thì tụi anh đâu có dừng. Ờ đúng rồi. Không, em cũng xin phép hỏi anh nói một bó cho đúng luôn thì nãy giờ tụi em cũng đâu biết là một bó hay hai bó mới đúng luôn đâu. Dạ tại vì em có hỏi nói. Em có hỏi mẹ ruột của anh Ngô Kiến Huy là hai bó được không? Được. Thì chị nói là được. Được. Với lại em con thật sự là con giới thiệu con bị sa ruột non. Dạ. Nên mỗi khi mà con đi một xíu là con phải ngừng lại để ngừng ruột lại non nó để xếp ruột. Đúng rồi. Đội kia sai luật rồi thì thôi khỏi chấm luôn ạ. Ác quá. Về luật ấy thì như thế này, về luật ấy là khi nấu cơm được phép ra khỏi hàng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì như này, trong luật cũng không quy định là phải đốt bao nhiêu bó. Trời ơi. Đó. Quá đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì cũng đúng. Cái tờ tiện dân này. Nhưng mà như này. Ơi nhưng rồi. Nhưng mà lại không được phép dừng trong khi đang đi nấu này. Đúng ra khỏi hàng và được phép ra để ghế cơm. À, ông vừa nãy lại không nghe được mấy cái đấy trước khi làm đi. Kia cũng có mà. Thành quân nấu cơm chứ phải là ở nhà nấu cơm. Đúng rồi. Đâu em dừng lại lỡ kẻ địch tới. Đúng rồi, kẻ địch tới thì bất đó. Ọt cái nồi cơm liền. Ủa sao đội kia thì đội em dừng thì đội kia cũng tranh thủ dừng nhẹ mà. Bên em là dừng chủ động. Em ơi. Ủa. Ơi. Đường có hai len mà tự đi đi. Ủa dừng rồi phỏng anh thì sao? Đúng rồi. Tụi tôi đâu có sợ. Dạ anh uống tại uống nước đó, tại vì cái vị à, đúng rồi. Vị bên kia bị sống. Nó khác. Đúng rồi, vị bên kia bị sống. Rồi nó ai biết đâu được. Dạ, đúng rồi. Là có dừng lại một mình em không dừng. Chú nếu mà của con. Cái đấy là tranh thủ dừng lại ạ. À, trước tiên thì xin mời hai vị giám khảo của chúng ta vào giữa nha. Dạ, mời hai bác. Trời ơi, quá tuyệt vời. Đó. Anh giám khảo đó như vậy.
Đội Hang Rộng có vẻ đang rất là cố gắng nâng khăn sửa túi cho giám khảo. Bên đây thì nghĩ là phải chơi đúng luật là chỉ có dùng một bó thôi đúng không ạ? Với lại cái gió nó tạt á, nên mình không chắc là nó chín. Mình nghĩ là khoảng 8:30 thôi. Cái nồi đất này nó rất là dày, cần nó nóng lên phải 12 phút rồi. Dạ kính thưa hai bác, nãy con thấy đội bên kia cứ dừng lại hoài thì hình như là sai luật rồi đúng không ạ? Dừng lại thì nó sẽ lửa lớn hơn. Dạ. Còn mình không có dừng. Dạ đúng rồi. Mình bị ấy thôi. Dạ, nếu mà dừng hoài thì thôi về nhà nấu cơm cho rồi. Dừng thì về lấy đồ về nấu cho rồi. Ủa? Thì thôi chị. Trời ơi, thủa. Đội bên đây dừng, bên kia cũng dừng thôi, bên kia không có đi. Sao?